Chính phủ đề xuất kéo dài thời hạn thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với vốn ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023. Để đảm bảo đủ nguồn lực cho các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của các chương trình, ngay sau khi được Quốc hội cho phép thực hiện các giải pháp về thể chế nêu trên, các địa phương được chủ động quyết định việc điều chỉnh vốn giữa các nội dung, dự án trong kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được cấp có thẩm quyền giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gồm điều chỉnh từ vốn, nội dung, dự án không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không giải ngân được vốn để bổ sung vốn cho các nội dung, dự án có khả năng giải ngân vốn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, hoàn thành mục tiêu của từng chương trình. Đoàn giám sát của Quốc hội về ba chương trình này cơ bản ủng hộ các đề xuất của chính phủ và cho rằng nên đẩy mạnh phân cấp phân quyền để đẩy nhanh tiến độ và đổi mới quản lý để phù hợp với thực tế. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu: "Tôi ủng hộ phân cấp mạnh và giao cho địa phương chịu trách nhiệm, cơ chế thí điểm áp dụng cho đến khi kết thúc chương trình." Sáng ngày 13 tháng 10, ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khoảng hơn 7 giờ sáng nay, hàng trăm mét khối đất đá, cây cối bị sạt lở xuống mặt đường gây ách tắc, chia cắt trên tuyến tỉnh lộ 551, đoạn thuộc địa bàn thôn Nam Phong, xã Kỳ Phong, giáp ranh với thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh. Đất đá, cây cối chiếm hết mặt đường và lề đường rộng khoảng 12 mét, kéo dài khoảng 30-50 mét, gây chia cắt, ách tắc giao thông, khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo ở hai đầu điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện, đồng thời huy động phương tiện máy móc, khẩn trương giải phóng đất đá sạt lở để sớm lưu thông lại tuyến đường. Sáng cùng ngày, ông Phan Hoàng Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn nên trên địa bàn đã có ít nhất 3 khu vực cầu dân sinh bị ngập nước sâu khoảng 1 mét. Sáng ngày 13 tháng 10, ông Lê Văn Thạnh, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có 5 trường học trên địa bàn phải cho hàng ngàn học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ. Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng cho biết, khoảng 40% đường giao thông trên địa bàn đang bị ngập nước ở mức 0,5 đến 0,8 mét, gây chia cắt giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng đã túc trực cắm biển cảnh báo tại những nơi bị ngập nước. Còn tại Thừa Thiên Huế, khu vực hạ lưu sông Ô Lâu thuộc địa bàn huyện Phong Điền còn nhiều nơi bị ngập cục bộ khá sâu, khoảng 0,3 mét. Có 3 thôn nằm ở khu vực gần sông và một số tuyến đường nội thôn ngập từ 0,2 đến 0,4 mét. Các tuyến giao khác cũng bị ngập, nơi ngập sâu nhất lên đến 1,3 mét, đoạn qua cầu Bào Trăng và trước trường tiểu học Phong Chương cơ sở 2. Đặc biệt, đường ven đập Hào bị ngập và sạt lở. Ủy ban Nhân dân xã Phong Hào đã chỉ đạo các lực lượng rào chắn, khơi thông cống thoát nước giảm ngập và triển khai chống sạt lở trước mắt. Tại các xã này, nhiều trường cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn những ngày qua cũng làm sạt lở đoạn kè sông Bồ, đoạn qua tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, xói lở bờ sông Bồ qua tổ dân phố Lai Thành, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Đêm ngày 12 tháng 10, một ngôi nhà cao tầng trên đường Nguyễn Khoái, Hà Nội bị cháy. Lúc này có 5 người mắc kẹt bên trong. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận tin báo cháy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xuất 4 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và dập lửa. Lúc này, trong nhà có 5 người, 4 người đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 1 người mắc kẹt trên tầng 4. Lực lượng chức năng cũng đã cứu được người này và đưa ra ngoài. Sau khoảng 20 phút, vụ cháy được dập tắt. Theo cơ quan công an, ngôi nhà rộng 30m², có 4 tầng, 1 lửng, 1 tum, diện tích cháy khoảng 60m², gồm toàn bộ tầng 1 và tầng lửng. Ngày 12 tháng 10, Đại sứ Việt Nam tại Israel, Lý Đức Trung đã gửi thư thăm hỏi tình hình sức khỏe, an ninh an toàn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Israel.
đồng thời kêu gọi thành lập các tổ nhóm công tác để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh xung đột. Theo đại sứ Lý Đức Trung, tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel trong những ngày qua diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả trong tình huống khẩn cấp, tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đại sứ Lý Đức Trung kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chung sức thành lập các tổ nhóm công tác tương ứng với từng khu vực mà các hộ gia đình, các em học sinh, sinh viên, tu nghiệp sinh và người lao động đang cư trú. Đồng thời thông báo thông tin đầu mối của mỗi tổ nhóm công tác về ban chỉ đạo ứng phó khẩn cấp của đại sứ quán để kịp thời phối hợp, trao đổi, cập nhật thông tin, cũng như đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi cần thiết. Ước tính cộng đồng người Việt tại Israel khoảng 500 người, sinh sống và làm việc tại hầu hết các thành phố lớn ở quốc gia Trung Đông này. Ngoài ra, hàng năm còn có thêm hàng trăm sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp, bên cạnh một số lao động, nghiên cứu sinh, sinh viên và học sinh. Hãng tin AFP cho biết, năm bộ trưởng thuộc đảng Liên minh Quốc gia của ông Benny Gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội Knesset vào đêm ngày 12 tháng 10, sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành chính phủ khẩn cấp mở rộng. Với tỷ lệ 64 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Knesset đã đồng ý giữ nguyên thành phần nội các cũ và bổ sung 5 bộ trưởng từ đảng đối lập nhưng không phụ trách bộ nào. Trong đó, ông Benny Gantz sẽ tham gia nội các chiến tranh cùng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo thỏa thuận mà ông Benjamin Netanyahu đã ký với ông Benny Gantz, chính phủ sẽ đình chỉ kế hoạch cải cách tư pháp trong thời kỳ chiến tranh. Thủ lĩnh đảng đối lập lớn nhất, đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid, trước đó ít phút đã cáo buộc nhà lãnh đạo Israel thất bại không thể tha thứ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas hôm ngày 7 tháng 10 và tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu. Liên quan đến tình hình tại Israel, hiện hơn 500 người Mỹ và công dân các nước khác đang bị mắc kẹt ở dải Gaza do các cửa khẩu biên giới giữa Gaza với Israel và Ai Cập đều bị đóng. Theo báo cáo của Axios, Israel và Ai Cập đã tạm thời thống nhất trên nguyên tắc về tạo ra một hành lang an toàn từ Gaza cho các công dân Mỹ và người nước ngoài. Tuy nhiên, hai bên đều nhấn mạnh rằng điều này sẽ cực kỳ phức tạp bởi nó đòi hỏi một số hình thức ngừng bắn. Trong khi đó, nhà máy điện duy nhất tại Gaza đã ngừng hoạt động sau khi Israel cắt nguồn cung cấp điện và hàng hóa, bao gồm thuốc men, thực phẩm, nhiên liệu và nước. Các quan chức y tế Palestine cho biết các cuộc không kích của Israel vào Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người, trong khi khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.